Dạ các bạn, tin nhanh 247 BMW RNAT đời 2016 giá 595 triệu đồng tại Hà Nội. Được sinh ra để kỷ niệm 90 năm BMW chính thức tham gia vào làng sản xuất mô tô, chiến binh RNAT sử dụng thiết kế hoài cổ theo kiểu dáng của dòng xe Racer. Xe được xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2014 và bắt đầu chính thức phân phối chính hãng vào đầu năm 2015. Với phong cách ấn tượng của mình, BMW RNAT đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các biker Việt và trở thành những mẫu xe mô tô ăn khách nhất của BMW Motorrad tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế BMW RNAT 2016 là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và cổ điển từ những thập niên 70 của thế kỷ trước. RNAT được khiến bạn mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên và thiết kế phong cách ấn tượng vô cùng hiện đại. Xe được sử dụng khá nhiều những công nghệ đỉnh cao. Động cơ xe chính là loại boxer, truyền động trực tiếp sử dụng hầu hết các thành viên của trong gia đình BMW. Xe sử dụng kích thước dài tổng thể dài nhưng rộng cao lần lượt là 2200 x 890 x 1260 mm, chiều cao yên xe là 785 mm, rất phù hợp với bóng dáng người Việt Nam. Trọng lượng của xe vào khoảng 220 kg khi bình xăng dung tích được đổ đầy 18 lít. Xe sử dụng khung xăng bằng ống thép buộc lòng ống ngược đường kính 43 mm, tương tự người anh em S1000RR. Bên cạnh đó là gấp đơn tích hợp vào hệ thống truyền động giảm sóc lò xo phía sau. Phần đầu của RNAT là đèn hình tròn đi kèm logo BMW, nằm chính giữa là chó đèn, tay lái được làm bằng nhôm. Đồng hồ đo tốc độ vòng tua máy công tơ mét, kiểu cổ điển và trái ngược với màn hình kỹ thuật số hiện đại, được hiển thị số quãng đường đã đi, mức tiêu thụ nhiên liệu, vận tốc trung bình cũng như khoảng cách được khi bảo dưỡng. Phần sau của RNAT được kết hợp khá đơn giản khi mang phong cách Cafe Racer, với yên xe được bọc bằng da liền khói, được tô điểm bằng những đường chỉ mai tương phản, cặp ống xả titan kiểu hạng Arabic trang bị cộng thêm. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch kiểu nan hoa không rỉ kết hợp với bộ lốp kích trước 120/70 ở phía trước và 180/105 ở phía sau. Trang bị cho xe là hệ thống phanh đĩa kép kính ở đường kính 320 mm phía trước và 265 mm phía sau. Tất cả đều được tích hợp bằng vó cứng ABS tiêu chuẩn. BMW RNAT được trang bị động cơ boxer với xi lanh nằm ngang với dung tích 1170 phân khối, sinh công suất tối đa 110 mã lực tại vòng tua 7750 vòng phút với moment xoắn 119 Nm tại 6000 vòng phút. Chiếc BMW RNAT đời 2016 được thử mô tô nhập khẩu trực tiếp về từ châu Âu và Việt Nam và phân phối toàn quốc với mức giá 595 triệu đồng, thấp hơn đôi chút so với giá bán chính hãng. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, hẹn lại video clip tiếp, nhớ like hoặc share và subscribe.